Toyota Yaris sau 17 năm sử dụng thì độ gì anh em? Chắc rằng một chiếc xe sau 17 năm sử dụng hiện tại cái đèn nguyên bản thì nó rất là kém. Thì để phục vụ cho anh em mà đi trời buổi tối ánh sáng nó đảm bảo hơn, tốt hơn, an toàn hơn thì bên em vừa tiến hành nâng cấp một cặp đôi bi gầm và bi pha cho xe Toyota Yaris. Trên này thì bên mình tiến hành nâng cấp một bộ đèn pha GTR Limited 3.0 với công suất là cốt là 55W pha 65, dưới là một cặp bi gầm. Dưới là một cặp bi gầm. Đó. Dưới thì bên mình tiến hành nâng cấp một cặp bi gầm X3 Pro. Đó, đây là máy ánh sáng cốt của đèn pha bên trên nhá, nó sáng như vậy rồi. Đây. Tuôi. Tiếp theo bên trong này, bên trong thì bên mình có tiến hành nâng cấp thêm một bộ màn hình Android. Màn hình nguyên bản của xe thì nó không có cái tính năng gì cả, chỉ có cái tính năng là phát bắt FM và Bluetooth thôi ạ. Đấy, các cái tính năng giải trí bản đồ dẫn đường thì chưa có. Thì bên mình vừa tiến hành nâng cấp một bộ màn hình Android với cấu hình rất là cao, sử dụng đầy đủ các tính năng nghe nhạc, xem phim giải trí, bản đồ dẫn đường trực tuyến, cắm SIM 4G, bắt Wi-Fi. Đấy, sử dụng bằng tính năng ra lệnh giọng nói rất là tiện lợi. Đó. Đó. Anh em nào đã sử dụng xe ô tô muốn nâng cấp ánh sáng cũng như âm thanh giải trí cho xe ô tô thì qua ngay Akara Thái Nguyên với địa chỉ 579 Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên anh em nhá.